Chị Mập xin chào tất cả các em. Các em ơi, thì hôm nay chị Mập sẽ quay về cái Wixi, cái combo Wixi. Thì các bạn cũng có một số bạn yêu cầu là chị ơi chị quay Wixi toàn bộ đi, thì thật sự là chị cũng không có thời gian đâu. Nên là hôm nay là những cái này là chị Mắm với chị Linh đã phối lại thành combo rồi. Cho nên là chị Mập sẽ quay lên để cho các bạn biết. Thì hoàn toàn combo ở trong đây có những bé vẫn còn không có lỗi, nhưng có những bé sẽ bị lỗi nhé. Lỗi nhỏ thì cái lỗi này kể cả chúng ta khi chúng ta mua hàng 100% thì chúng ta vẫn có lỗi. Cái lỗi nó là cái gì? Cái thứ nhất nó sẽ bị thiếu bột, cái thứ hai nữa là nó sẽ bị nứt cái đường biên đấy các bạn. Thì đây ví dụ như cái quả măng cụt này thì nó bị nhăn. Cái nhăn này khi mà mua về chúng ta ship từ bên kia về, hoặc là khi mà chị Mập ship đi cho các bạn, thì nó sẽ nhăn, nhưng khi chúng ta về mở ra 1-2 ngày thì nó không còn nhăn nữa. Nhưng cái này chị đưa về một thời gian rồi nhưng nó vẫn còn nhăn như thế này đây. Thì chị Mắm và chị Linh sẽ đưa ra để phối thành một combo. Thì cứ một combo như thế này là 100.000 nha. Những cái bánh của Halloween này hôm vừa rồi chị Mắm không nhớ để lôi ra bán, nó là hàng còn nguyên luôn. Đó. Cứ mỗi combo là 100.000. Hình như là chị Mắm với chị Linh có chụp lên trên Facebook rồi. Đây. Đó. Thậm chí là có những cái bị dơ nữa nhé. Bị dơ thì bên chị Mập cũng có thể xử lý được, nhưng mà không có thời gian để xử lý. Những bé bị dơ thì chị Mập sẽ chỉ cho các bạn xử lý. Đó là chúng ta lấy khăn ướt. Cái khăn mà chúng ta hay đi vào hàng quán chúng ta ăn ấy, nó có cái khăn ướt ấy, chúng ta sẽ chùi nhẹ lên chứ không mang ra giặt. Tại vì khi mà mang ra giặt thì cái mút nó thấm nước và nó rất là lâu khô. Như vậy nó sẽ làm cho bị mốc luôn. Đó, chúng ta xử lý Wixi bằng cách là lấy khăn ướt. Nhà bạn nào có em bé thì lấy phấn rôm chậm vào và chúng ta chùi nhé. Xử lý nó cũng không có nhanh đâu, nó cũng hơi lâu một xíu. Cho nên là bên chị Mập không có thời gian để xử lý, là bên chị Mập sẽ sell. Những hình ảnh thì đã đăng hết lên rồi. Thì đây, nhân tiện hôm nay chị quay một số hàng mẫu BTS về, thì chị đăng cái này luôn. Đăng cái combo này luôn, tất cả đều đồng giá 100.000 nha. Như bà béo này, đó, mặt bà béo nhăn nhúm là tại vì là không ra được. Bà béo này sẽ không bị không ra được, bị nhăn nhúm và bị nứt đường sơn. Đó, kèm theo cứ một combo như thế này thì cái nào mà bị lỗi nhiều thì sẽ được nhiều cái ở trong. Riêng hai cái em kem này là không bị lỗi. Em kem này không bị lỗi. Đó, cái bánh này cũng không lỗi. Nói chung là tùy hên xui thôi. Tùy hên xui thôi, có bạn mua về gặp cái lỗi, có bạn thì không gặp cái lỗi. Và cái lỗi đường biên, chị Mập nói cái lỗi đường biên là như thế nào, đây chị sẽ quay sát. Đây là đường biên đây. Những Wixi nào nó cũng bị cái đường biên như thế này. Tại vì họ đổ bằng tay mà, họ đổ bằng tay cho nên là không một cái nào mà nó hoàn hảo cả. Các bạn có xem những cái clip ở trên YouTube mà người ta làm Wixi á, thường thường là người ta đổ vào khuôn và đổ bằng tay hết. Đó. Nó đều là chậm tăng nha, nó đều là chậm tăng luôn. Đó. Rồi bây giờ chị Mập sẽ quay đến cái BTS mà chị Mập về nha. Đây là cái hàng BTS mà chị Mập muốn giới thiệu cho các bạn đây. Thì thứ nhất là chị Mập sẽ có cái quạt này. Cái quạt này nó sẽ khi chúng ta bật lên nó sẽ lên cái đèn LED này. Cũng có một số shop bán rồi, thì bên chị bán có giá là 80.000. Ui. Rồi tiếp theo là chị Mập có những cái vòng lắc tay. Các bạn thích đeo lắc tay hoặc là lắc chân gì cũng được cả. Đây có giá là 30.000. Có giá là 30.000 nha. Để chị Mập sẽ gỡ ra cho các bạn xem ha. Rồi cái vòng này là có 3 loại. Có của BTS, có của Wanna1 và có của Blackpink nhé. Có giá là 30.000. Nó trông rất là dễ thương này. Nó có cái micro và có những cái chữ cái của các thần tượng của chúng ta. Của nhóm thần tượng chứ phải của các thần tượng. Rồi, tiếp theo là chị Mập có nón. Có nón của BTS. Nón của BTS này thì có giá là 50.000 một cái. À, nhóm này, nón này thì in chữ, in cái hình là BT21. Có 3 màu nhá. Màu trắng, màu đen và màu hồng. Màu trắng, màu đen và màu hồng ha. Rồi tiếp theo là chị Mập có cái đồng hồ chị Mập đang đeo nè, có giá là 80.000. Thì có hai màu, đây để chị lấy.
tốt cả màu trắng đâu rồi. Đây, có hai màu. Có hai màu, màu trắng và màu đen. Hình cái mặt thì y chang nhau nhưng chỉ khác cái dây thôi. Bạn nào thích nhá, bạn nào muốn sạch sẽ cái dây nó không dơ ấy, thì chúng ta đeo màu đen. Còn màu trắng này thì nói chung là cái dây nó rất là mau dơ. Thì đây, chị Mập đã đeo ở trên tay của chị Mập một cái rồi đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có cái sticker. Cái sticker này thì là của nhóm Hắc Hường nhá, có giá là 20.000. Của nhóm BTS này có giá là 20.000 luôn. Chúng ta sẽ có những cái dây đeo. Đây, chị Mập đã gỡ ra một cái dây rồi đây. Cái dây của BTS nha. Có cả hình các thành viên cũng như là các hình BT21 luôn. Đó. In rất là đẹp nè ha. Đẹp chưa? Hai mặt luôn. Dây dài thì có giá là 30.000 mà dây ngắn BT21 này thì có giá là 25.000 nhá. BT21 này có giá là 25.000. Rồi. Hôm nay thì chị Mập chỉ về những cái món không có nhiều cái đặc sắc lắm về những loại này. Và chị Mập về khẩu trang. Khẩu trang này thì bao nhiêu một cái quên đời rồi. Chưa có xem, để chị Mập sẽ đăng lên trên trang nhé. Cũng in hình BT21 luôn. Đầy đủ các hình nhé. Có màu trắng và màu đen luôn. Cái này bao nhiêu quên đời tên rồi. Quên đời giá rồi. Đó, đây là những cái hàng mà hôm nay chị Mập đã về. Rồi, chị Mập nói đến cái hàng order luôn. Tại vì là có thể là nhiều một số bạn nhầm lẫn, chưa có hiểu được cái hàng order bên chị. Cái hàng order thì khi các bạn order, các bạn sẽ gửi cái hình đó. Ví dụ như hình các bạn như chị và có một số bạn đang tranh luận ở trên cái clip kia về đôn. Thì các bạn ví dụ như các bạn muốn đôn hình đó, hình đồn đôn hình Chimin đi, các bạn gửi hình cho chị và chị sẽ gửi qua bên kia để tìm link. Thì bên đó nó sẽ có link có giá dao động từ 1 triệu đến thì chị có ghi ở trên đó là hàng hàng đó thì nó cũng mắc lắm, từ 1 triệu đến 3 triệu. Đó là khung giá từ 1 triệu đến 3 triệu chứ chị không khẳng định là cái đó nó là 3 triệu các bạn ạ. Chị không khẳng định cái đó nó là 3 triệu. Thì chị nói là từ 1 đến 3 triệu và khi các bạn order chị sẽ đưa link cho các bạn. Các bạn sẽ xem cái giá đó 100, 200, 300 tùy các bạn chọn giá nào thì chị sẽ mua giá đó cho. Thì khi các bạn chọn cái link đó có giá là 100.000 thì sẽ cộng phí mua dùm, thì phí mua dùm là phí chuyển tiền đó. Tại vì là các bạn mua nó sẽ là tiền Việt Nam nhưng chuyển qua bên kia nó là tiền nước ngoài thì gọi là phí chuyển tiền, nó sẽ chênh lệch cái phí tiền Việt Nam với tiền nước ngoài, thì đó là phí mua dùm, là phí chuyển tiền. Nó chênh lệch bao nhiêu thì là các bạn chịu, và cái phí ship về các bạn cũng chịu. Bên chị sẽ là người lên đơn hàng và đi nhận hàng về dùm, thì bên chị sẽ lấy công là 100.000 cho 100.000 cho một sản phẩm. Đó, thì chị không có nói là một sản phẩm đó là phải là 1 triệu hay 3 triệu, tùy giá mà, có giá 100-200 cũng có, nhưng mà chị có comment ở trong đó là hàng đó nó cũng tương đối là mắc từ 1 đến 3 triệu. Thì chị có đưa một cái link cho bạn kia nói là, thì bạn đó xem là 45 đến 999, thì 999 tệ có nghĩa là 3.441.000. Chứ chị không khẳng định là cái bé đó nó là 3 triệu mấy, tại vì nó có hàng chính hãng và hàng thường nữa. Thì bên kia họ trả lời với chị như vậy thì chị cũng nói như vậy. Và có một số bạn nào đã từng order hàng bên chị rồi thì các bạn sẽ biết là order chị Mập không hề ra giá mà là giá từ link là từ nước ngoài đưa giá về. Rồi các bạn đồng ý thì chị Mập mua thôi. Cho nên là các bạn thông cảm khi mà các bạn vô bình luận ở cái clip của chị Mập ấy, thì cũng bình luận nó lực sự một tí. Dù gì chị cũng là người lớn thì chị cũng không có khẩu nghiệp vằn môi hay là cái gì như các bạn gì nói ấy. Thì các bạn nên xem lại. Chị cũng là một người lớn cho nên là chị cũng hơi nhạy cảm về những cái từ ngữ như vậy. Thật sự là cũng buồn lắm, cũng bức xúc lắm. Thì chị không có lừa ai cả. Chị không một lừa một bạn nào cả, thì nhờ chị mua thì là chị sẽ mua dùm cho thôi, chứ chị không lừa ai cả. Thì các bạn mua, các bạn sẽ khó mua. Ví dụ như các bạn mua một sản phẩm đó thì nó sẽ tính phí tùm lum tà lưa vào, nhưng nếu như mua chung bên chị order thì nó sẽ rẻ hơn được một tí. Nó sẽ bằng cái giá ở bên kia, cái giá của link bên kia, và khi đưa về thì các bạn sẽ chịu cái phí mua dùm và phí thanh toán bên chị, chứ đâu có phải là ở trên link nó là 100 thì chị đưa về cho các bạn là 100 luôn đâu. Trên link nó 100, có thể các bạn đưa về sẽ ra tới 250 đó, nó sẽ gấp đôi. Tại vì là phí mua dùm và phí này phí kia ha. Nên là các bạn thông cảm, có bình luận thì cũng bình luận nó lực sự một tí cho chị đỡ buồn nhá. Rồi bạn nào muốn order thì cứ đưa hình, bên chị sẽ đưa link. Các bạn tự chọn ha. Giá cả bao nhiêu thì các bạn tự chọn, chứ chị không ép buộc là cái đơn hàng đó hay là cái con đó là phải là 3 triệu nhá. Nên là các bạn thông cảm dùm cho chị nha. Chị cảm ơn các bạn nãy giờ nghe chị làm nhảm nhá. Và hôm nay là, và cái này là một số hàng BTS BT21 mà hôm nay chị Mập mới về đó. Rồi bye bye, tạm biệt các bạn nha.